quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh rất ngọt ngào nhưng rất mạnh mẽ uy lực của cặp loa Bose 601 CD3 vỏ thùng màu vàng. Cặp loa này Hùng Huyền Đông Anh đang ghép với chiếc âm ly Denon 890DG. Ôi câu ca đắm tình nồng có lúc. Cặp loa 601 CD3 vỏ thùng màu vàng đẹp xuất sắc này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 44 triệu, và chiếc âm ly 890DG đang được bán tại đây với giá là 19 triệu. Nếu quý vị và các bạn đang cần tìm loa Bose 601 CD3 thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Ngoài mẫu loa Bose 601 CD3 thì tại Hùng Huyền Đông Anh có rất nhiều model, những series khác của hãng Bose. Những dòng loa treo, loa đứng, loa cây đang có tại Hùng Huyền Đông Anh đều là những cặp loa đẹp xuất sắc, những cặp loa được tuyển chọn đẹp xuất sắc. Chắc chắn khi đến với Hùng Huyền Đông Anh, quý vị và các bạn sẽ rất hài lòng về những sản phẩm đang có tại đây. Xin trân trọng kính mời.